Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh ở phía trong khu công nghiệp Amata, di chuyển về cầu vượt ngã tư Vũng Tàu cả nhà nhé. Con đường phía trước của cả nhà là con đường ở phía bên trong khu công nghiệp Amata cả nhà nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Và sau đây thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay. Đoạn này thì trời đang chuyển mưa cả nhà nhé. Thì mình đang di chuyển ở phía trong khu công nghiệp Amata để đi ra cổng khu công nghiệp Amata và di chuyển về quốc lộ 1A về chỗ Big C Đồng Nai cả nhà nhé. Đường ở phía bên trong khu công nghiệp Amata rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Đoạn này là mình đi ở phía trong đi ra, chứ còn mình đi ở phía ngoài đi vào thì nó có cái cổng khu công nghiệp Amata rất là đẹp luôn cả nhà. Ở phía bên trong thì đường rất là rộng và thoáng, trồng rất nhiều cây xanh. Mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cả nhà nhé. Thì mình sẽ di chuyển hết con đường này để ra cổng công nghiệp Amata. Đó là bây giờ thì mình đã di chuyển ra chỗ cái đầu cổng Amata rồi cả nhà nhé. Ở phía trước của cái cổng khu công nghiệp Amata đây cả nhà. Còn phía bên trái của màn hình của cả nhà thì ở phía bên trái nó có một cái công viên Amata rất là to và lớn luôn cả nhà nhé. Thì mình chỉ di chuyển ở phía ngoài cho mình không có ghé vào công viên, do trời nó đang chuyển mưa nên mình di chuyển để đi về cho nó kịp cái này nhé. Tiếp tục di chuyển về phía trước nha cả nhà. Mình sẽ ôm cua và đi về quốc lộ 1A để đi di chuyển về cái này nhé.
Cả nhà đi vào thành phố Biên Hòa thì cả nhà di chuyển đi thẳng và đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ vẹo trái cả nhà nhé. Mình dừng đèn xanh đèn đỏ rồi mình sẽ rẽ trái để di chuyển đi về cả nhà. Lên tới đoạn này thì trời đang phát mưa rất là to luôn cả nhà. Mình về trên đoạn này thì mình về không kịp. Thì mình vừa đi vừa quay thì nó bị rung lắc. Cả nhà xem video thấy rung lắc thì cả nhà thông cảm cho mình cả nhà nha. Đoạn này thì trời đang chiếu mưa cả nhà. Mình đi cặp cái hông cầu vượt này để mình vào quốc lộ 1A cả nhà nhé.
Lên tới đoạn này thì trời đang phát mưa rất là to rồi cả nhà. À, mù đen luôn, ở phía trước rồi mình đi về không kịp mà mất mưa đoạn này cả nhà. À, phía bên phải của cả nhà thì đường vào cái bến xe Đồng Nai cả nhà nhé. Chỗ này thì có cái khu bến xe rất là to luôn. Thì mình định chạy hết cái con đường này để về chỗ Big C Đồng Nai, nhưng mà gặp mưa rồi cả nhà, nên mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. À, bây giờ thì trời đang mưa thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Cả nhà mới đến kênh của mình thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo video sớm nhất cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.